7 cách làm giảm trào ngược dạ dày thực quản mà không cần dùng thuốc. Thứ nhất đó là anh chị hãy lựa chọn cho mình cái thực phẩm có tính kiềm, vì nó có cái khả năng trung hòa axit dịch vị như là bánh mì này, bột yến mạch này, hay là các cái loại đạm dễ tiêu ấy. Hai là hạn chế các cái thực phẩm kích thích tăng tiết axit dịch vị như là cam, chanh, dứa, nước ngọt có ga, thức ăn cay, nóng hay là chocolate anh chị nhé. Thứ ba đó là chúng ta cần kiêng rượu bia, cà phê và thuốc lá. Bốn là không ăn quá no hay là quá muộn vào buổi tối nhé. Năm là không nằm liên tục trong vòng 2 giờ sau khi ăn xong. 6 là khi nằm ngủ chúng ta hãy kê gối cao hơn 15cm so với chân. 7 là giảm cân nếu như mà anh chị đang thừa cân hoặc là béo phì. Và cuối cùng chúng ta nên thực hiện và duy trì 7 cái thói quen này. Nó sẽ giúp anh chị chấm dứt được cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản mà không cần dùng thuốc. Còn nếu như mà anh chị nào đã bị cái tình trạng này rồi, bị trào ngược, bị ở hơi, ở chua mà chưa có cách xử lý triệt để, thì hãy để lại thông tin ở phía dưới của video này hoặc là nhắn cho Trang. Trang sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách làm dứt điểm cái tình trạng này cực kỳ hiệu quả anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.